nhạc nhạc nhũng thập niên nào đây? Nhạc nhũng thì mày mày thập niên thì mày mày 80 hay gì vậy? À, intro. Intro về đây, never give up. Intro never give up. Thường thường á, người ta là kiểu như là stream á mà bị mẹ mấy ông viewer mà kiểu như ông chửi ngu hay gì á, người ta mới dịch ra câu này đúng không? Hôm nay là thầy ba xô toẹt con mẹ lên luôn là mẹ. Thế thì anh em thì mẹ, anh em viewer tụi mình gom nó vô lại thành mẹ, viết tắt vậy. Đúng không? Bình thường mà stream mà chưa anh có nói rồi, mấy cái thằng mà viewer mà vô kiểu như xem mình stream mà nó xem mình chơi mà chửi mình ngu á là mình coi như mình tự nhủ với lòng mình là nó mẹ nó kêu mình đừng 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 bỏ cuộc phải không? Còn đây là thầy ba thì mày mày tẹt ra luôn là coi như là mẹ giờ tụi mình rút gọn lại giúp thầy ba đi chứ dài quá sợ thầy ba không có hiểu tiếng Anh đâu. Bà kêu là nhỏ vậy thôi đi mẹ ghê à, chuyên nghiệp vậy, đéo thì mẹ đéo ngồi trên cái phòng á, ngồi dưới phòng trên luôn ơi, phòng ấy luôn nè, Xin chào mọi người, hôm nay mình đang có mặt ở SBTC Gaming House Doke. của SBTC thì chỉ còn vài tiếng đồng hồ nữa thôi. Sao quay cái gì mà mặc MC kiểu này sao? Sao đòi quay chuyên nghiệp các kiểu gì mà quay mà vậy chết rồi. Đòi quay chuyên nghiệp mà coi cái mặt coi cái ánh đèn rồi Vòng chung kết khó chịu thế giới mang tầm cỡ quốc quá, tế, chịu thiệt xuyên luôn. lục địa, xuyên quốc tế, international, xuyên luôn Hàn Quốc, Indonesia thì Vấn đề bà phần đang nét thì phỏng mình không vấn với biết, con vấn mọi đề phần người nét thì không cảm thấy thế mình nào. không rành nên mình không ý kiến. Đó thấy không, ít nhất cũng phải quay ngay khúc này nè đó. À. Đó, ít nhất cũng phải quay ngay chỗ này nè, ánh sáng nó rõ rõ thấy cái mặt không? Vậy thì sao thì mẹ tụi mình lúc này thì sao chúng ta lúc đầu đó quay kiểu này nè. Không đi qua rồi cái cô gì MC đứng ngay đây luôn đi. Ôi ơi đúng má. Ôi ơi. Xin chào mọi người, hôm nay mình đang có mặt ở Gaming House của Channel vào đây để phỏng vấn cho con mọi người. Dạ. Ủa đưa tiền rồi mà. Thêm tiền khác nữa hả? Đưa cho anh Vũ kêu lấy đồ cho em rồi đó. Chúc mừng Đây. đại chiến. Thì em có một Đợi vài câu ngon hỏi đủ muốn đi đánh hỏi cho mọi luôn. người. Gì chứ? Dạ dạ ok, thì bắt đầu mình sẽ bắt đầu từ vị trí đây. Rồi. Linh gì đây? Linh Hải Phòng, Xê La. Đây là nhạc Trước này, bạn đại gắn chiến đầu nhạc tiên anh với đã có gì những vô chuẩn luôn bị à. gì cho cuộc đấu chưa? Hello mọi người, mình là người đi rừng của team FBC, biệt danh của mình là Linh Hải Phòng. Linh Thì Hải trước Phòng. tiên đại chiến với cả bên BM cũ ấy, thì về cái mặt chiến thuật đấy thì nó ở trong đấy hết rồi, phần mạng cô ở trong đấy hết rồi, không cần phải nói ra để làm gì ấy. Cứ vào trận đấu rồi anh em sẽ biết đâu. Còn về tâm lý Dẻo thì vậy. thấy có tâm lý thì từ trước. Gì? Cứ vào trận đấu rồi anh em sẽ biết đâu. Còn về tâm lý thì em thấy có Tâm ổn. lý thì từ trước giờ cũng là không ổn đâu chị. Tâm Là lý là hả? 100% ổn nha, chắc chắn là sẽ 3-0, à 2-0 nhá. Bỏ kèo 3 đen sẽ 2-0 anh em. Ủa kèo này đánh bêu máy à? Kèo mày đánh bêu máy à? Ốc. Rồi có bêu 3 vậy, phải đánh thì mẹ bêu 15, 16, 17 chứ. Có bêu 3 Có vậy. thể câu hỏi được chị. Dạ thôi. Vậy. Không. Tưởng mà. Ok, còn đây là Ai còn câu hỏi đánh giá nữa chứ? Đánh Được đánh giá. giá, lát nữa em tôi lại sao. Còn anh Ba ơi, bây giờ không biết là trận đấu là team mình sẽ có những đội hình ra sân như thế nào. À thì gì? The shit à the Như mọi người cũng biết thì cái team BTC thì nó vẫn là vậy thôi, nó bao gồm những cái thành viên của team Yotak cũ là đường trên là gọi là mình, đường trên là mình ở đời xa xa đét, còn ở đường giữa thì có tuyển thủ mà gọi là bất bại ở BCS là Badland. Badland có biệt danh mà gọi là mới nhất của Badland hiện tại bây giờ là Badwater nha mọi người, Badwater nha, tại vì cái này là theo phong thủy thôi,
sao lại là best water, sao lại là best water. Mùa sau nếu mà em có tiếp tục, em có còn cơ hội. Best water là lấy tên của Nick Water hả? Ok. Thì best water, best water là lấy tên của mẹ Nick Water hả, hay là sao, hay là gọi cho vui thôi. Còn cặp đôi à, mạng thủy hả? Đường dưới nó chính là clear và kích dẹt. Nếu như vậy thì cho em hỏi Sena thêm một câu nữa là Sena có cảm nghĩ như thế nào về người đi rừng của team BM? Người đi rừng của team BM, mình theo mình được biết thông tin là anh Juni. Thì anh Juni thì mình cũng có thời gian gắn bó với anh Juni tầm 3-4 tháng. 3-4 tháng thì cũng hiểu rõ hết anh Juni như nào, trình độ với kỹ năng, trình độ mặt cô như tất cả mình hiểu hết về anh Juni, nên là trong cặp đấu ấy chắc chắn là mình sẽ outplay được anh Juni từ đầu đến cuối. Cảm ơn Sena nha. Cảm ơn Sena, Soma nha. Đã an tâm được một phần về vị trí của Sena, người đi rừng. Ok, mình tưởng đâu anh ba đi rừng chứ. Không, anh không đi rừng. Bên Len cho mình hỏi là khi mà bước vào trận đấu thì cái người nào mà bên Len e dè nhất của team BM? Thôi không có, tầm này không cần sợ ai hết. Biết rồi. Bởi vì em bị danh kiểu mua giải lúc khỏi con hay quá, em chuẩn bị cho trận đấu này rồi, cho nên là không sợ hết. Vậy là coi như là chuẩn bị bán hàng rồi đúng không? Đúng rồi, em danh kiểu mua giải cần nghỉ nửa năm mà ở Evo thì chuẩn bị cho trận đấu này mà. Gì? Nửa năm mà ở Evo thì chuẩn bị cho trận đấu này mà. Đúng không? Đúng rồi, em danh kiểu mua giải cần nghỉ nửa năm mà ở Evo thì chuẩn bị cho trận đấu này mà. Anh nhớ là hồi xưa là cái thằng Bethlehem này là cái thằng gọi là sao, gọi là cái thằng hiền nhất luôn, cái thằng kiệm lời nói nhất luôn á, mà cái giải người ta mới này mà mày phát động mà chưa được, chắc chưa được một tuần nữa mà nó dám kêu là ở nửa năm tập luyện để chuẩn bị cho giải đấu này. Mày thấy không? Anh em thấy không? Đúng là ai thì mày tiếp xúc với thầy ba xong rồi thì mày Võ Huỳnh Bethlehem, Võ Huỳnh Quang Huy hả? Võ Huỳnh Quang Huy. Midlaner là cái lộn gì? Midlaner là... Ủa? Từ từ đó, đi mẹ mày, tao nhớ là trong cái... Cái lộn mà, Lander là hạ cánh mà. Midlaner là hạ cánh đường giữa hả? Là anh Bethlehem là này mà Bethlehem là vị trí là hạ cánh đường giữa à. Trời ơi, chuyên nghiệp. Ôi ôi, đi mẹ mày. Lên nó. Trời ơi, thế này thì chuyên nghiệp cái gì? Cái này thà nói là thôi, để làm cái chết tốt thì cho gọi là vui, các kiểu như là lửa lũng thì trước trận đấu đi, nghe nó đỡ ấy không? Chuyên nghiệp. Ai nhắn tin tôi hoài vậy? Đừng nhắn nữa. Tôi dành nửa năm đó mà chơi với thầy ba hết là tính xạo bộ phận sinh dục. Vậy là nên nó dành cả thanh xuân để chuẩn bị cho giải đấu thế giới rồi các bạn ơi. Các bạn nhớ yên tâm nha. Em có nghĩ là trận đấu này em được MVP không? Chủ anh nha, chủ anh nếu là thì chắc nếu mà đánh mà BO3 thì em nghĩ là sẽ là hai cái MVP cho em. Không có tự tin bình thường nha anh chị. Nhóc ác. Em thử dự đoán coi trận đấu này mình sẽ có tỷ số là bao nhiêu. Trời, đã hai cái MVP cho em là chắc chắn là 2-0 SBTC rồi. Chắc chắn ha. Như trái bắp luôn chắc lắm. Vậy là BTC lúc, lúc vô tác vậy. Đánh luôn. Nhìn lịch sử đấu kìa. Ok luôn má. Tao lo nó khoe lên chi vậy này mà. Nó chốt. Cái luôn má. Đi mà mày tấu hài đi mà. Tấu hài phải luôn. Cố tình cái đồ này chắc cố tình luôn nè, như ăn này phải ăn nó không? Nhìn kỹ coi, nhìn là anh thấy đây có hai chữ nè, tầm phải không? Này là tầm hai chữ nè, này tầm 3-4 chữ nè, với cái dấu ký hiệu đặc biệt nè, đúng không?
đúng không anh em? Nẹt nó hả? Ít lưu, ít lưu là gì? Ulit, Ulit, ít lưu, lưu ít. Tên lồn gì đéo quan tâm nhưng mà mày nhiên để cái đi lịch sử đấu đẹp vậy đang quay clip mà. Thì nếu mà 2-0 bên kia thì MVP liền. Của em cho team bên kia. Em gánh bên kia. Ờ nói gì vậy? Nếu mà thì nếu mà 2-0 bên kia thì MVP liền. Của em cho team bên kia. Em gánh bên kia. Không hiểu. Cười cái lồn gì cười dài vậy đi mày. Nó nói một câu đéo hiểu. Là má mệt á. Tôi mệt cái tim này quá đi mà. Rồi. Rồi, rồi, ok vậy. Chán nghe em, chị tin em nhất luôn á, chị tin em nhất ở FNCC rồi luôn á. Ok. Li ơi, li. Còn em đánh giá thế nào về thằng clear này á? Cảm ơn yêu anh Tích nha. Cảm ơn em yêu anh Tích nhưng mà donate 50k cho nóc. Clear này á, nói trước với mọi người luôn là anh quen với thằng clear này không phải là khi đánh giải mà anh quen nó từ trước khi đánh giải luôn, từ hồi anh còn gấp 2 á. Chung là anh với thằng clear này hồi nói chung là hồi xưa hồi lúc nó còn cấp 2 cũng chơi thân. Anh lớp 9 thì nó hình như là lúc đó lớp 6 lớp 7 gì đó. Chung là anh quen thằng clear này từ lâu lắm rồi chứ không phải là đánh giải tụi anh mới biết nhau đâu. Người chơi đường dưới có tiền bạc. Gì? Chắc gì? Chắc kilo là chắc kilo Bến Tre. Ủa này Bến Tre á ta? Ở Bến Tre hả? Nghĩ cặp đường dưới của BM cũng có tuổi nhưng mà tụi lông. Nghĩ cặp đường dưới của BM cũng có con này. Nhớ thì chứ đi mẹ nó. Cũng có tuổi nhưng mà tụi lông. Nghĩ cặp đường dưới của BM cũng có tuổi nhưng mà tụi lông. Đi mẹ mày thằng nhóc con này xong rồi. Mày xong rồi con. Vậy lâu này là thì mẹ mày tao phải cho nó chơi trong trụ đó. Phải cho nó chơi trong trụ nó mới thì mẹ phải giả gì gọi là gì từ gì giả vô cái mỏ dịch của nó thì mẹ. Rồi cái thôi, mình hỏi cái luôn là cái có gì nhắn nhủ tới team BM không? Thì team BM thì cả team á thì ba vị trí kia thì có tuổi là ba vị trí đó tuổi già. Còn nặng ký nhất thì chắc có lẽ là cái đường chơi rồi. Cái vị trí nặng ký nhất là chi về trăm mấy chục ký. Cặp bót thì em nghĩ là cũng có tuổi luôn. Cũng tuổi lồn giống clip nói vậy đó. Điệp mẹ mày. Hai lồn nhóc đây là điệp mẹ mày. Xong với anh nóc mày rồi. Điệp mẹ mày có ngon á, đừng có ban Yumi nha. Điệp mẹ mày anh nóc mày cào vô cái mỏ mày chết. Nhưng mà hồi nãy em nói là em dự đoán tỷ số là 2-0 như vậy thì em có nghĩ là mình gáy quá không? Nó nói chuyện tỉnh vậy. Còn không biết anh ba có gửi lời nhắn nhủ yêu thương gì tới team BM không anh? Thì á nhìn phần thầy ba thì mày ghét được chứ. Đối với mình mà nói thì mình xem đây là một trận đấu gọi là một trận đấu tập thôi, một trận debut cái team FPTC của mình thôi. Đó thì nạn nhân trong cái trận show match này đó chính là team BM cũ. Thì team BM cũ bao gồm những thành viên mà như các bạn cũng biết nó hết rồi. Thì như kiếp với Lê cũng nó đã tự tin, nó khẳng định rồi. Thì mình cũng nhắn nhẹ một vài lời đó là team BM thôi. Thì anh Vũ nè, anh Chi, Uni, Tết Ốc,
đó, chuẩn bị cạo lông mắt đi nha. Chuẩn bị dao cạo gâu, cạo lông mắt đi nha. Cái kèo là lên, kèo cạo lông mắt, ok. Làm gì vậy? Là đi, mẹ mày từ kèo đi ăn, mẹ đi ăn lẩu, ăn lũng giờ thành kèo cạo lông nách rồi. Cạo lông nách mà... thì chuẩn bị dao cạo gâu cho nó bén một xíu, cạo cho nó sạch sẽ chút xíu nha, ok. Chúc mọi người may mắn trong trận đấu sắp tới nha. Yes. Oh yeah. Chiến thắng. Cảm ơn Tommy, cảm ơn Tommy Nhân nha. Mày có đánh có giờ chia mà có chia bình thường. Sáu team này làm bonus nè. Em vẫn còn một lời nhắn nhủ với các anh BM là em là một fan hâm mộ lớn của BM, thì em nghĩ sau trận đấu này em sẽ có thể tài trợ cho các anh vài cây dao lam để cạo nách. Ok. Còn em thì hồi nãy anh ba cũng có những lời nhắn nhủ nhẹ nhàng tới các anh rồi, hy vọng các anh sẽ không bị té xỉu. Nhưng mà các anh có biết không, các anh có biết là cái nhà với các anh khác nhau điểm nào không? Anh không có cửa. Chúc anh may mắn nha. Cái gì? Câu này là cái gì nữa vậy? Sao cái team này có những cái này, mẹ có cái word gọi là nghe đéo hiểu vậy? Còn em thì hồi nãy anh ba cũng có những lời nhắn nhủ nhẹ nhàng tới các anh rồi, hy vọng các anh sẽ không bị té xỉu. Nhưng mà các anh có biết không, các anh có biết là cái nhà với các anh khác nhau điểm nào không? Cái nhà hả? Alo, đang nói trong game tưởng nói cái nhà chính chứ, là ý là cái nhà đúng không, là cái nhà với lại team anh là khác nhau, là cái nhà có cái cửa còn team anh là không có cửa. Cái lồ má giờ tao mới hiểu luôn á, đi mẹ mày. Ui ôi cái team này đi mẹ mày, không lẽ phải rắc muối cho cái team này trời. Anh không có cửa, chúng ta may mắn nha. Hết chưa? Hết chưa? Về đi mấy đứa, thầy ở lại họp với cô hiệu trưởng. Nói chung là làm clip cũng vui. Ở làm kèo về cũng làm giếp clip cho mọi người xem. Có thêm một xíu gì đó gọi là miếng mắm miếng muối, xem cho nó hào hứng mà. Còn mấy câu từ với lại cái sự chuyên nghiệp của cái sự mà chuyên nghiệp bên đó muốn thì bên đó chắc phải coi lại. Chuyên nghiệp kiểu này thì chết. 7 giờ, mai 7 giờ đánh nha anh em.